Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tại Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, lũ lớn xuất hiện trên sông Hồng cuốn trôi nhiều hoa màu của người dân, một người mất tích. Ghi nhận của khán giả Mạnh Nguyên từ số điện thoại 0972 3 số cuối 278. Người dân đã cùng nhân viên điều tiết giao thông đường thủy cứu sống một người đàn ông nhảy cầu Bình Lợi, thành phố Hồ Chí Minh với ý định tự tử trong sáng ngày 20 tháng 8. Phản ánh của khán giả Hoàng Oanh từ số điện thoại 0976 3 số cuối 216. Sau 2 tuần ra mắt tại Việt Nam, trò chơi Pokemon Go vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhiều bạn trẻ đội mưa tụ tập quanh Hồ Gươm để cùng chơi. Phản ánh của khán giả Nguyễn Lâm Anh có số điện thoại 0912 3 số cuối 381. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, nơi tôn nghiêm tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đang ngày càng nhếch nhác bởi chính sự thiếu ý thức của con người. Phản ánh của khán giả Bùi Ngọc Vũ từ số điện thoại 0947 3 số cuối 771. Nhắc nhắc tuyến đường du lịch giữa thành phố Nha Trang Khánh Hòa của khán giả Vân Hằng, trú tại thành phố Nha Trang Khánh Hòa. Người dân tự ý bơm nước nuôi tôm đang làm tăng nguy cơ ngập mặn tại vườn quốc gia U Minh Cà Mau. Ghi nhận của khán giả Quách Mến từ số điện thoại 0976 3 số cuối 842. Khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Chia sẻ của khán giả Thanh Hải trú tại số điện thoại 0976 3 số cuối 521. Khám phá vườn chim Giang Bay, một điểm du lịch thân thiện với môi trường tự nhiên tại Khánh Hòa qua chia sẻ của khán giả Phạm Thị Duyên từ số điện thoại 0988 3 số cuối 547. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, dù nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đổ bộ vào đất liền, nhưng bão số 3 vẫn gây mưa lớn tại nhiều tỉnh thành phía Bắc. Trên địa bàn của tỉnh Lào Cai, mưa lớn liên tục kéo dài trong 2 ngày 19 và 20 tháng 8 đã khiến nước sông Hồng dâng cao. Khán giả Mạnh Nguyên có số điện thoại 0972 3 số cuối 278 cho biết lũ đã xuất hiện tại nhiều địa phương. Ghi nhận vào sáng ngày 20 tháng 8 tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng. Vào thời điểm này, nước sông Hồng đang dâng cao. Nước sông đục ngầu. Trên mặt nước có rất nhiều rác và cây que trôi thành từng đám. Dấu hiệu cho thấy nước vẫn còn đang tiếp tục dâng lên. Hiện tại, nước đã dâng lên mấp mé một số nhà dân ở ven sông phía bên bờ hữu ngạn. Nhiều người ở khu vực xung quanh thị trấn Phố Lu đã đổ ra bờ kè ven sông và lên trên cầu để xem lũ. Tình trạng trên khiến giao thông qua đây bị ảnh hưởng và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tại tỉnh lộ 153, đoạn từ Phố Lu đi Xuân Giao, Tả Thàng, Thanh Phú, Sapa, do mực nước sông Hồng dâng cao gây ngập úng, các phương tiện không lưu thông được. Cũng vì thế mà dịch vụ vận chuyển xe máy qua điểm ngập bằng thuyền sắt và bè mảng đã rất hút khách. Hiện chính quyền và các cơ quan chức năng của huyện Bảo Thắng đã xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo, bảo đảm trật tự và không cho người dân tự động ra sông vớt củi, vật trôi trên sông để đảm bảo an toàn.
Theo thông tin mà khán giả Mạnh Nguyên cung cấp cho chương trình, thì tại xã Hầu Thào, huyện Sapa, lũ quét ập về đột ngột cuốn mất tích một người, đồng thời làm sập đổ cuốn trôi 3 nhà ngập của người dân, làm tốc mái 8 ngôi nhà. Có 23 nhà bị ngập trong nước sâu, 11 xe máy và một máy phát điện của người dân tại xã Lao Trải, Sapa và 2 chiếc cầu bị cuốn trôi. Còn khán giả Minh Hà, trú tại huyện Văn Bàn của tỉnh này cũng cho biết, lũ lớn đã cuốn trôi cây cầu treo nối 2 thôn của xã Văn Sơn, huyện Văn Bị. Hiện người dân tại đây đang bị cô lập hoàn toàn. Cuộc sống, sinh hoạt bị ảnh hưởng rất nhiều. Theo dự báo, tình hình mưa lũ ở Lào Cai còn diễn biến phức tạp và khó lường, bởi khu vực này vẫn còn có mưa vừa đến mưa to, vì vậy khả năng nước sông Hồng còn tiếp tục dâng cao hơn nữa. Người dân cần phải chủ động trong công tác phòng tránh lũ. Vào sáng ngày 20 tháng 8, sau khi dừng xe taxi trên cầu Bình Lợi, một người đàn ông bất ngờ leo qua thành cầu nhảy xuống sông Sài Gòn trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người đi đường. Khán giả Hoàng Anh có số điện thoại 0976 3 số cuối 216 cho biết, rất may là người dân đã cùng nhân viên điều tiết giao thông đường thủy cứu sống được người đàn ông này. Khoảng 10 giờ 45 phút sáng ngày 20 tháng 8, một người đàn ông trong trang phục sơ mi trắng, quần tây sơ vin đón taxi từ quận Thủ Đức đi quận Bình Thạnh. Khi đến giữa cầu Bình Lợi nằm trên đường Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh thì người này xuống xe đi bộ. Ít phút sau, người đàn ông để lại chiếc ví, đôi dép và một cây gậy rồi bất ngờ leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn. Phát hiện vụ việc, nhiều người đi đường lập tức hô hoán, tìm người ứng cứu. Cùng lúc này, hai nhân viên điều tiết giao thông đường thủy dưới chân cầu Bình Lợi đã lập tức dùng cano chạy đến cứu và đưa nạn nhân vào bờ. Lực lượng chức năng địa phương cũng có mặt ghi nhận vụ việc. Người này được cứu nhưng bị gãy xương do rơi từ trên cao xuống. Nhân viên y tế sau đó được điều động đến hiện trường tiến hành sơ cứu rồi nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện. Thông tin ban đầu, người đàn ông này tên là Tuấn, sinh năm 1984, ngụ quận Phú Nhuận. Thời gian gần đây, do buồn vì bệnh tật nên anh Tuấn đã nảy sinh ý định nhảy cầu tự tử. Thưa quý vị, sau 2 tuần ra mắt tại Việt Nam, trò chơi Pokemon Go vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại khu vực đặt những trạm Pokemon thì luôn thấy rất đông các bạn trẻ tụ tập cùng chơi, thậm chí là bất chấp cả điều kiện thời tiết không thuận lợi. Ghi nhận của khán giả Nguyễn Lâm Anh có số điện thoại 0912 3 số cuối 381 tại khu vực Hồ Gươm, Hà Nội trong sáng ngày 20 tháng 8. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bão số 3 đã tan, tuy nhiên thành phần gió đông nam sau bão thì vẫn còn. Vì thế thời tiết Hà Nội ngày 20 tháng 8, lúc nắng, lúc mưa. Dẫu vậy, rất nhiều bạn trẻ vẫn tập trung quanh khu vực Hồ Gươm, nơi đặt nhiều trạm Pokemon để bắt những con thú ảo ngộ nghĩnh. Khi những cơn mưa khá mau và nặng hạt chút xuống, nhiều người vẫn không rời đi mà tìm cách trú ẩn tại những khu vực gốc cây to hoặc tre ô để chơi tiếp. Tại những khu vực có công trình kiến trúc, người chơi tập trung ngay dưới mái hiên, ngồi xổm bắt Pokemon. Có người mặc nguyên cả áo mưa, ngồi trên xe máy như thế này. Tại các thành phố lớn, những tụ điểm công cộng cũng chính là những nơi đặt các trạm Pokemon. Vì vậy thu hút được rất nhiều người chơi tìm đến. Trò chơi Pokemon Go cũng đang làm thay đổi thói quen tham gia giao thông của một bộ phận người Việt khi trên đường hiện nay dễ dàng chứng kiến cảnh người tham gia giao thông lái xe bằng một tay. Tay còn lại thì lăm lăm chiếc điện thoại dồn hết sự chú ý vào màn hình, tập trung vào trò chơi này rất nguy hiểm. Trước việc xuất hiện nhiều game thủ vừa chạy xe vừa tranh thủ chơi Pokemon gây nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Vào ngày 18 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã cho chạy dòng cảnh báo việc chơi Pokemon Go tại các bảng đèn LED trên những tuyến đường lớn trong nội thành. Nội dung khá đặc biệt của bảng thông báo đã gây được sự chú ý của rất nhiều người dân, đặc biệt là các tín đồ của game Pokemon Go. Đây cũng là lần đầu tiên một tựa game được khuyến cáo trên các bảng hướng dẫn giao thông của Việt Nam, chứng tỏ sức ảnh hưởng của trò chơi này đối với an toàn giao thông rất đáng lưu tâm.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Ngập Rác, đó là một thực trạng đáng buồn đang diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Hàng ngày thì người hành hương phải chứng kiến cảnh rác thải bay khắp nơi, nằm trên cả phần mộ của các liệt sĩ. Theo khán giả Bùi Ngọc Vũ có số điện thoại 0947 3 số cuối 771, thì ngoài ý thức của người dân thì nguyên nhân một phần là do tại đây rất khó để có thể tìm thấy một thùng rác. Có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Nhiều người sẽ cảm thấy buồn lòng vì nơi thiêng liêng này rác rưởi vương vãi khắp nơi. Từ bao ni lông, vỏ bánh kẹo đến chai thủy tinh, vỏ chai sứ vứt la liệt khắp nơi. Được biết, trong quá trình đến phúng viếng, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang này, nhiều người đã hóa vàng, vứt rác không đúng chỗ, khiến mỹ quan ở đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Qua tìm hiểu, khán giả Bùi Ngọc Vũ được biết, tại đây có 5 nhân viên phụ trách 5 khu mộ ở Nghĩa trang. Nhưng vì lượng khách đến quá nhiều, đồng nghĩa với vòng hoa rác thải nhiều, nên nhân viên dọn không xuể. Trước đó thì Nghĩa trang cũng đã đặt nhiều thùng rác, nhưng vì khách hành hương thiếu cẩn thận làm cháy thùng rác liên tục nên từ đó ban quản lý không đặt thùng rác trong Nghĩa trang nữa. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Bùi Ngọc Vũ kiến nghị chính quyền địa phương và ban quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm nhếch nhác tại đây, trả lại sự tôn nghiêm cho chốn linh thiêng này. Từ gần một năm nay thì trên tuyến đường du lịch vòng qua núi Chuột cạnh bến tàu du lịch Cầu Đá, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, tình trạng người dân đổ phế thải xây dựng và rác thải tràn ngập hai bên con đường đã biến tuyến đường du lịch này trở thành một bãi chứa rác lộ thiên, gây phản cảm cho du khách. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip phản ánh dưới đây của khán giả Vân Hằng, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tuyến đường du lịch bắt đầu từ bến tàu du lịch Cầu Đá Nha Trang đi vòng qua núi Chuột đến cảng cá Vĩnh Trường có chiều dài khoảng 5 km. Đây là tuyến đường khá đẹp do mới được nâng cấp mở rộng. Tuy nhiên, từ gần một năm nay, nơi đây đã trở thành một bãi rác lộ thiên do sự thiếu ý thức của người dân. Được biết, cứ vào chiều tối hoặc ban đêm, dù có biển cấm nhưng người dân vẫn vô tư xả rác khắp nơi, khiến con đường trở nên nhếch nhác, bốc mùi hôi thối và ô nhiễm nghiêm trọng. Trước tình trạng trên, khán giả Vân Hằng kiến nghị chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng xả rác bừa bãi, trả lại môi trường và cảnh quan cho tuyến đường du lịch này. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Cà Mau đã được quy hoạch thành vùng nuôi trồng thủy sản thuộc hệ sinh thái mặn và lợ và vùng sản xuất lúa thuộc hệ sinh thái ngọt. Tuy nhiên, thời gian qua, tại một số khu vực thuộc vùng ngọt hóa, do thấy lợi nhuận từ việc nuôi tôm cao hơn làm lúa, nên một bộ phận người dân đã tự ý chuyển đổi sản xuất, đưa nước mặn vào khu vực ngọt hóa để nuôi tôm. Theo thông tin mà khán giả Quách Mến từ số điện thoại 0976 3 số cuối 842 cung cấp, thì trong thời gian gần đây, tình trạng này lại đang tiếp tục xảy ra tại khu vực vùng đệm vườn quốc gia U Minh Hạ. Khu vực đội 2 thuộc ấp Vồ Rơi, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời có gần 30 hộ dân sinh sống. Trước đây là vùng sản xuất lúa kết hợp trồng rừng. Thế nhưng giờ đây đã trở thành vùng sản xuất lúa tôm đan xen. Từ một vài hộ ban đầu, hiện tại khu vực này số hộ tự ý bơm nước mặn vào nuôi tôm đã lên đến 11 hộ với diện tích gần 20 ha. Do việc đưa nước mặn vào đất nông nghiệp để nuôi tôm nên xâm nhập mặn đã lan rộng đến hết phần đất lâm nghiệp của các hộ dân trên toàn khu vực. Nghiêm trọng hơn, nước mặn đã tiến đến kênh 600, nơi tiếp giáp với lâm phần vườn quốc gia U Minh Hạ. Trong khi những hộ đưa nước mặn vào nuôi tôm phấn khởi vì những vụ đầu tôm trúng, thì những hộ trồng lúa trong khu vực lại bức xúc bởi độ mặn trong ruộng tăng rất cao. Vườn quốc gia U Minh Hạ có diện tích hơn 8.000 ha, là một trong 3 vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau, có nhiệm vụ bảo tồn tái tạo các giá trị về cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và đa dạng sinh học của hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù.
Từ trước cho đến nay, tỉnh Cà Mau chưa hề có chủ trương cho người dân tự ý đưa nước mặn vào nuôi tôm xung quanh khu vực này nhằm tránh những tác động xấu. Mặc dù ngành chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời yêu cầu những hộ đưa nước mặn vào nuôi tôm ký cam kết không tiếp tục thực hiện hành vi này. Thế nhưng cam kết vẫn ký, nhưng nước mặn thì họ vẫn cứ đưa vào để nuôi tôm. Vào sáng ngày 20 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Ea Sin, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Đoàn Bác sĩ tình nguyện Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty Cổ phần Hợp Chí thực hiện chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và trao hơn 400 suất quà cho bà con nhân dân tại địa phương. Có mặt và tham gia hoạt động ý nghĩa này, khán giả Thanh Hải từ số điện thoại 0976 3 số cuối 521 đã ghi lại một số hình ảnh và chia sẻ cùng chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại buổi khám chữa bệnh, hơn 400 thanh thiếu niên dân tộc thiểu số xã Ea Sin đã được trao đổi thảo luận chủ đề tảo hôn, bỏ học sớm cùng tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa và đầy tính nhân văn, đồng thời đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao sẽ có nhiều kiến thức trong cuộc sống. Và cùng ngày, nhiều người dân ở địa phương cũng đã được Đoàn Bác sĩ tình nguyện Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh và phát thuốc, tổ chức tư vấn các phương pháp tự chăm sóc sức khỏe tại nhà về xương khớp và tim mạch, đồng thời tặng trang thiết bị y tế cho đơn vị xã Ea Sin để hỗ trợ giúp khám và chữa bệnh cho người dân nơi đây. Ngoài ra, đội ngũ y bác sĩ cũng đã tư vấn giúp các bệnh nhân hiểu rõ về cách phòng chống các căn bệnh thông thường, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Thưa quý vị, những ai đã từng đến công viên du lịch Giang Bay, công viên du lịch Giang Bay thì đây là một trong những điểm du lịch sinh thái núi rừng nổi tiếng ở Khánh Hòa, đều cảm nhận được vẻ đẹp về cảnh quan thiên nhiên tại nơi đây với quần thể núi rừng, thác suối hùng vĩ và thơ mộng. Một trong những điều thú vị khác dành cho du khách khi có thể thử cảm giác mạnh với cá sấu, gấu, chăn, tham gia các trò chơi vui nhộn như là đua heo hay đá gà. Theo chia sẻ của khán giả Phạm Thụy Duyên có số điện thoại 0988 3 số cuối 547, thì mới đây một khu vườn chim được đưa vào hoạt động thử nghiệm cũng tạo nên một điểm nhấn mới lạ cho du khách khi đến tham quan khu du lịch này. Đến công viên du lịch Giang Bay, điểm dừng chân đầu tiên mà du khách không thể bỏ qua là khuôn viên cây mộc thần với dịch vụ thú vị, cá bú bình, hay thử cảm giác mạnh hơn với cầu cá sấu. Nếu như cá sấu là biểu tượng của một con vật với sức mạnh ghê gớm, thì thế giới các loài chim lại mang đến cho du khách cảm giác rất khác biệt, thân thiện và yên bình. Khu vườn chim là một không gian mới ở công viên Giang Bay. Nếu nói về phạm vi các tỉnh miền Trung thì đây là khu vườn chim đầu tiên ở một khu du lịch. Vì thế mà quá trình thuần dưỡng, chăm sóc, gây dựng cho chúng một ngôi nhà tự nhiên như môi trường sống của chúng là rất công phu, đòi hỏi tốn nhiều thời gian công sức. Rộng khoảng hơn 2.000 m², vườn chim Giang Bay được chia thành hai không gian, chim sống theo đàn và chim sống riêng lẻ. Chủng loài ở đây rất đa dạng, từ phổ biến đến quý hiếm như yến phụng, ngũ sắc, quế lam, manh manh, bồ câu, cu gáy, hỏa tiễn, trào mào, chim công. Phải mất cả năm thuần dưỡng, huấn luyện đặc biệt mới thành thục các màn biểu diễn chào hỏi du khách. Hay cách cho chim ăn cũng phải được tập dượt kỹ càng. Những đàn chim hoàng yến, ngũ sắc gần như không một chút e dè với sự xuất hiện của bạn. Chúng gần gũi đến mức sẵn sàng tranh chấp từng miếng mồi trên tay du khách. Không chỉ được thưởng thức tiếng chim hót rộn ràng, du khách còn được làm bạn với chúng.
Điều đó mang lại cho những người khách phương xa cảm giác thật thú vị và thật tiếc nếu không lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng này để kỷ niệm chuyến du lịch sinh thái ở Khánh Hòa. Theo chia sẻ của khán giả Phạm Thị Duyên thì du lịch thân thiện với môi trường tự nhiên đang là xu thế được nhiều du khách ưa chuộng. Trước nhịp sống bộn bề náo nhiệt, con người muốn tìm về với thiên nhiên để có thể thư giãn và trải nghiệm. Chính vì thế, những khu vườn chim ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới như là Singapore hay Hàn Quốc. Loại hình này tuy còn mới mẻ ở Việt Nam cũng như Khánh Hòa, nhưng cũng đã cho thấy sức hấp dẫn đáng kể nếu được đầu tư quy mô hơn, đa dạng thêm nhiều chủng loài quý hiếm để trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo mới lạ, đáp ứng nhu cầu tham quan và giải trí của du khách. Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại các clip đã được phát trong ngày hôm nay. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 nên 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xuất hiện mưa lớn. Nước sông Hồng dâng cao cuốn trôi nhiều hoa màu của người dân. Tại huyện Sapa, một người đã bị lũ cuốn mất tích. Được biết, đây là đợt lũ lớn nhất trên sông Hồng tính từ đầu mùa mưa bão đến nay. Ghi nhận của khán giả Mạnh Nguyên từ số điện thoại 0972 3 số cuối 278. Vào sáng ngày 20 tháng 8, sau khi dừng taxi trên cầu Bình Lợi, một người đàn ông bất ngờ leo qua thành cầu nhảy xuống sông Sài Gòn trước sự ngỡ ngàng từ người đi đường. Rất may người dân đã cùng nhân viên điều tiết giao thông đường thủy cứu sống được. Phản ánh của khán giả Hoàng Oanh từ số điện thoại 0976 3 số cuối 216. Sau 2 tuần ra mắt tại Việt Nam, trò chơi Pokemon Go vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại Hồ Gươm, Hà Nội, nơi đặt nhiều trạm Pokemon, dưới trời mưa khá nặng hạt, nhiều bạn trẻ vẫn che ô hoặc tụ tập dưới tán cây to để săn lùng những con thú ảo ngộ nghĩnh. Phản ánh của khán giả Nguyễn Lâm Anh có số điện thoại 0912 3 số cuối 381. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia ngập rác, đó là thực trạng đáng buồn đang diễn ra tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình đến phúng viếng, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang này, nhiều người đã hóa vàng, vứt rác không đúng chỗ, khiến mỹ quan nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phản ánh của khán giả Bùi Ngọc Vũ từ số điện thoại 0947 3 số cuối 771. Khoảng một năm nay, tuyến đường du lịch bắt đầu từ bến tàu du lịch cầu đá Nha Trang đi vòng qua núi Chụt đến cảng cá Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa trở nên nhếch nhác do sự thiếu ý thức của người dân. Cứ vào chiều tối hoặc ban đêm, dù có biển cấm nhưng người dân vẫn vô tư đổ rác khiến con đường ngập rác thải, bốc mùi hôi thối và ô nhiễm nghiêm trọng. Phản ánh của khán giả Vân Hằng trú tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Mặc dù ngành chức năng, chính quyền tỉnh Cà Mau thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời yêu cầu những hộ dân tự ý chuyển đổi sản xuất, đưa nước mặn vào nuôi tôm phải ký cam kết không tiếp tục thực hiện hành vi này. Thế nhưng thời gian gần đây, tình trạng trên vẫn đang tiếp tục xảy ra tại khu vực vùng đệm vườn quốc gia U Minh Hạ, dẫn đến những hậu quả khó lường. Ghi nhận của khán giả Quách Mến từ số điện thoại 0976 3 số cuối 842. Sáng ngày 20 tháng 8, Ủy ban nhân dân xã Ea Sin, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với đoàn bác sĩ tình nguyện Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty cổ phần Hợp Chí thực hiện chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và trao hơn 400 suất quà cho người dân địa phương. Ngoài ra, đội ngũ y bác sĩ cũng đã tư vấn giúp các bệnh nhân hiểu rõ về cách phòng chống các căn bệnh thông thường, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Chia sẻ của khán giả Thanh Hải từ số điện thoại 0976 3 số cuối 521. Những ai đã từng đến công viên du lịch Giang Bay, một trong những điểm du lịch sinh thái nổi tiếng ở Khánh Hòa, đều cảm nhận được vẻ đẹp về cảnh quan thiên nhiên nơi đây, với quần thể núi rừng, thác suối hùng vĩ và thơ mộng. Mới đây, một khu vườn chim được đưa vào hoạt động thử nghiệm cũng tạo nên một điểm nhấn mới lạ cho du khách khi đến khu du lịch này. Chia sẻ của khán giả Phạm Thị Duyên từ số điện thoại 0988 3 số cuối 547. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Từ nay, tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD V1 hoặc một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ.
Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập của chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình ngày chủ nhật. Tới đây chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh muốn chia sẻ về chương trình, quý vị khán giả có thể gửi thư về địa chỉ email là gocnhinkhangia@vtc.gov.vn. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.